Bây giờ là 6 giờ sáng, thì với các bạn là không phải mình vừa mới ngủ dậy xong rồi mình quay video luôn, mà mình đã thức cả đêm để mình ngồi quay video cho các bạn. Xin lỗi, bởi vì là kiểu khi mà mình làm video này, mình cảm thấy video này thiếu một cái gì đó, nó không thực sự chỉnh chu lắm. Theo dù video này tất nhiên là mình sẽ không hề edit tí nào cả. Nhưng mà ok, bây giờ mình sẽ cố gắng giải thích mọi thứ một cách đơn giản nhất. Chúng ta hãy bắt đầu với một câu chuyện. Câu chuyện là đợt đó vào năm ngoái, mình được cơ hội giao lưu với 1 triệu phú đô la thuần trading. So, anh ấy chia sẻ cái phương pháp giao dịch của anh đấy. Và đồng thời, nó chính là cái phương pháp giao dịch của mình, cũng các bước setup giống mình, mỗi tội làm cái bước của mình có 5 bước, còn của anh này có 4 bước. Có nghĩa là ít hơn mình một bước, vẫn một cái quy trình như vậy, nhưng mà cái setup của anh đấy ít hơn mình một bước. Ở đây thì lúc ấy mình có hỏi là ok, vậy là cái phương pháp của em nó phức tạp hơn phương pháp của anh, tại sao anh lại trading tốt hơn em? Thì xong rồi sau này mình backtest cái phương pháp của anh đấy với phương pháp của mình, thì mình nhận ra là khi mà backtest ý, thì cái tỷ lệ phương pháp của mình thắng nó cao hơn cái phương pháp của anh đấy nhiều. Nhưng mà sau này khi trading thực tế thì mình mới biết rằng là ok, hóa ra là khi trading thực tế mình không thực sự tuân thủ theo 5 bước quy tắc. Thậm chí là 5 bước, cái sự phức tạp đấy nó làm cho mình cảm thấy là bối rối khi giao dịch. Và đôi lúc mà mình xác định bias sai, đôi lúc mà mình phân vân giữa hai cái bias khác nhau, và nó khiến mình loạn, nó khiến mình không tuân thủ quy tắc theo đúng 5 bước này. Và còn ngược lại, anh đấy theo 4 bước, tâm lý anh ấy cực kỳ thoải mái và cực kỳ dễ dàng. Nên cho dù là cái tỷ lệ win rate của anh này có thấp hơn một chút, chẳng vấn đề gì cả. Câu chuyện này cũng chẳng phải để so sánh cái gì cả, mà mình chỉ muốn nói là cái sự phức tạp không phải lúc nào nó cũng tốt. Và mình nhận ra là chạy trước tiên chúng ta đã học qua rất nhiều những kiến thức phức tạp rồi, những kiến thức mà các bạn phải banh óc ra, những kiến thức mà nó thuần logic, rất nhiều thứ logic. Nhưng mà cùng khi mình review các bạn học sinh của mình thì mình nhận ra là các bạn đấy thiếu một trong những cái nền tảng căn bản nhất. Các bạn đôi khi là các bạn vẫn sử dụng những cái tín hiệu như là sharp turn, phá vỡ cấu trúc, nhưng các bạn chọn sai không thời gian, vẫn luôn là mây mây. Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ back to the basic, chúng ta sẽ ôn tập những kiến thức nền tảng, bởi vì là chạy ưu tiên nó là một tập hợp những cái mà nó rất là nâng cao và nó rất là thiên logic ấy. Các bạn xem là các bạn thấy là sự khác biệt giữa chạy ưu tiên với những cái series khác ngoài Việt Nam ngoài kia. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ quay về những thứ căn bản để ôn luyện lại cho bạn những thứ căn bản, như là mô hình nến này, như là chọn khung thời gian sao cho chuẩn này, chọn tín hiệu xác nhận ở cái khung thời gian nào cho nó chuẩn bài. Nói là một cái chương cơ bản, một cái chương căn bản, nhưng đối với mình nghĩ nó là một chương quan trọng nhất đối với các bạn nếu các bạn xem chạy ưu tiên. Xin lỗi các bạn, bây giờ mình đang cởi trần bởi vì là mình đã quay video suốt 6 tiếng đồng hồ rồi và thực sự nó nóng. Nếu mà mình bật quạt, bật điều hòa lên thì nó sẽ ồn cái mic này, nên là ok, các bạn thứ lỗi cho mình. Chủ đề ngày hôm nay là một cây nến có thể cung cấp cho chúng ta tất cả những thông tin về thị trường. Trong trading bạn phải làm mọi thứ đơn giản nhất có thể. Tại sao bạn phải dự đoán hướng đi của hàng chục cây nến trong khung thời gian nhỏ trong tương lai? Điều này rất khó để dự đoán được cả một cơn sóng dài với hàng chục cây nến. Nhưng bạn cũng có thể có một kết quả thắng tương tự chỉ nhờ cái việc mà dự đoán đó khoảng 3 đến 4 cây nến tiếp theo. Tất cả những gì các bạn cần làm đó chính là sử dụng khung thời gian lớn hơn, sử dụng tín hiệu khung thời gian lớn hơn, và bạn vẫn sẽ có một cái kết quả chiến thắng tương tự, nhưng mà phân tích nó đơn giản hơn, nó dễ dàng hơn, nó đỡ bị nhầm hơn. Cảm ơn AJO mentor của mình vì những cái nghiên cứu này. Thì ý tưởng của video này là từ cái video One Candle Tell You Everything của AJO, nhưng mình sẽ không chỉ đơn thuần làm việt sức nó ở trong cái video này, mà đây sẽ là video kiến thức nhiều hơn hẳn so với cái video của AJO, bởi vì bọn mình sẽ kèm theo rất là nhiều kiến thức liên quan đến việc đơn giản hóa mọi thứ trong trading thông qua sử dụng khung thời gian lớn, chứ không chỉ mỗi chủ điểm là một cây nến như thế này. Ok, thì đầu tiên mình sẽ ôn lại kiến thức về hai cái tín hiệu xác nhận mà chúng ta thường sử dụng nhất, đó chính là phá vỡ cấu trúc và sharp turn. So, sharp turn là gì, phá vỡ cấu trúc là gì? Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Thì mình sẽ không dạy lại FVG là gì, nhưng mà mình sẽ nói về sharp turn trước. Mình sẽ không dạy lại FVG là gì đâu. Các bạn nếu muốn học FVG là gì, hãy quay lại những cái video đầu tiên, những cái video về FVG của kênh chạy ưu tiên, cái series chạy ưu tiên. Thì ví dụ ở đây là một cái đỉnh đánh thanh khoản ở khung H1, và chúng ta sẽ sử dụng sharp turn ở cái khung thời gian nhỏ hơn một cấp. Ví dụ các bạn sử dụng khung weekly cản hỗ trợ kháng cự khung weekly thì các bạn sẽ vào khung daily để tìm cái sharp turn. Các bạn sử dụng cái hỗ trợ kháng cự khung daily thì bạn sẽ vào khung H4 để tìm cái sharp turn. Và trong trường hợp này thì mình đang sử dụng cái khung thời gian H1, đỉnh đáy thanh khoản của H1 để phân tích. Thế nên là mình sẽ sử dụng cái khung M15 để mà làm cái tìm tín hiệu sharp turn. Và trong trường hợp này, đây chính là tín hiệu sharp turn. So, tín hiệu sharp turn là gì? Tín hiệu sharp turn đơn giản là có hai cái FVG ngược chiều nhau. Cái FVG thứ nhất tiến tới hỗ trợ kháng cự, FVG thứ hai đi ngược lại và disrespect, xin lỗi các bạn, nó không tôn trọng cái FVG trước. Sau chúng ta hãy nói về hai yếu tố này. Thì đầu tiên là có hai FVG ngược chiều nhau, là đầu tiên là trong trường hợp này chúng ta thấy là có một cái FVG giảm tiến tới vào bên trong cái
đỉnh đáy thanh khoản này, giá quét đỉnh đáy thanh khoản, sau đó nó bật lên ngay sau đó với một cái FVG tăng. Và chính xác là cái FVG tăng này, giá đóng nến trên cái FVG đúng không? Giá bình thường nó phải lên FVG rồi đẩy xuống, nhưng trong trường hợp này giá đóng nến trên cái FVG và nó tạo ra ngay một cái FVG, thì thường ấy, đây chính là cái sự không tôn trọng cái FVG trước đấy. Rồi chúng ta có hai FVG ngược chiều nhau, một cái FVG giảm tới cái vùng hỗ trợ kháng cự, một cái FVG tăng và disrespect đi ngược lại và không tôn trọng cái FVG giảm trước đấy, thì đây là tín hiệu sharp turn. Một trong những cái tín hiệu mình nghĩ là đảo chiều mạnh nhất mà mình có thể biết. Mình tìm trên mạng rất nhiều các thể loại tín hiệu khác nhau, và đối với mình sharp turn là cái công cụ mà giúp chúng ta có cái tỷ lệ xác nhận cao nhất hơn cả cái việc phá vỡ cấu trúc, cũng như là nó đem lại cho chúng ta cái tỷ lệ RR cao nhất, bởi vì là thường nó sẽ xảy ra sharp turn trước khi mà nó phá vỡ cấu trúc. Đấy, thì như trong trường hợp này các bạn có thể thấy rằng là nếu mà chúng ta có sharp turn ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể buy một vị thế ngay ở đây, stop loss loanh quanh cái chỗ này và take profit có thể ở lên trên cái đỉnh đáy thanh khoản gần nhất. Ok. Sau đây là hai cái FVG chiều nhau, mình sẽ tìm cho bạn thêm vài ví dụ nữa về cái sharp turn phòng khi các bạn không hiểu. Vậy trong trường hợp này thì chúng ta có một cái FVA ở cái khung H1. FVA là gì các bạn hãy xem lại video nhé. Thì chúng ta có FVA trùng với FVG ở đây, giá tới cái FVA rồi hình thành tín hiệu sharp turn. Tín hiệu sharp turn ở đây là chúng ta thấy có một cái FVG tăng tiến tới cái vùng hỗ trợ kháng cự PDRay, sau đó lại có một cái FVG giảm. Đấy, giảm, và FVG giảm này nó không tôn trọng FVG tăng, nó đóng bên trong, đóng dưới, thậm chí đóng dưới cái FVG tăng, thì đây là cái sự không tôn trọng, đây là một cái FVG giảm không tôn trọng cái FVG tăng này, thì đây chính là tín hiệu sharp turn, gọi là sharp turn bởi vì là nó là sự đảo chiều một cách nhanh chóng. FVG tăng nó thể hiện sự tăng giá rất mạnh, nhưng FVG giảm thì nó lại thể hiện một sự giảm giá rất mạnh. Vậy đây là sự thay đổi xu hướng nhanh chóng, nó là sharp turn và là một trong tín hiệu tốt nhất. Đấy, và trong trường hợp này có một đặc điểm khá hay, đó chính là đây là cái FVA, một cái FVA ở khung H1, và bình thường chúng ta sẽ xuống khung M15 để chúng ta tìm cái sharp turn để chúng ta giao dịch. Đấy, bình thường chúng ta sẽ tìm đây, chúng ta có thể sharp turn tăng ở đây và sau đó có một cái FVG giảm ở đây. Vậy đây chính là tín hiệu sharp turn, chúng ta có thể bắt đầu sell ngay từ đoạn này, nhưng bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tín hiệu này ở đồng cấp, có nghĩa là đây là cái cản của khung H1. Hoàn toàn có thể sử dụng cái tín hiệu sharp turn ở khoan 1 đồng cấp cũng được. Đồng cấp thì lại càng tốt đi. Đồng cấp là càng tốt, bởi vì bạn hiểu ấy, mình đang xếp hạng này, xếp hạng phá vỡ cấu trúc. Tín hiệu này nó mạnh hơn sharp turn, và sharp turn thì là mạnh hơn những cặp nến. Các bạn hay sử dụng cặp nến như kiểu cặp nến nhấn chìm các thứ đúng không? Thì sharp turn nó là mạnh hơn những cặp nến. Và thông thường ấy là những cặp nến, nếu bạn muốn phân tích những cặp nến, bạn muốn tìm tín hiệu xác nhận bằng những cặp nến thì bạn phải sử dụng không gian đồng cấp. Còn đây là cái sharp turn. Sharp turn là bạn chỉ sử dụng không gian độ dưới một cấp thôi, không sử dụng dưới hai cấp được. Và không gian dưới một cấp, ví dụ như là H1, bạn chỉ sử dụng không M15 thôi. Nhưng nếu mà nó lại đồng cấp thì sao? Có nghĩa là bạn phân tích FVA hỗ trợ kháng cự của H1 mà có sharp turn đồng cấp thì sao? Thì càng mạnh hơn nữa. Ok các bạn. Đấy, và tương tự, nếu mà các bạn có sharp turn ở H1 mà thấy phá vỡ cấu trúc ở H1 luôn thì làm sao? Thì nó lại càng mạnh đi. Nhưng mà thông thường trường hợp đấy rất khó xảy ra, bởi vì phá vỡ cấu trúc nó thường xảy ra ở cái khung thời gian dưới 2 cấp đến dưới 1 cấp, và sharp turn thì thường xảy ra ở dưới 1 cấp theo kinh nghiệm của mình. Ok. Thì đây là sharp turn. Ok các bạn, thì mình tiếp tục lại thấy một cái FVA ở ngay đây ở khung M15. Vậy mình sẽ tìm tín hiệu xác nhận ở khung M5. Ok, và trong trường hợp này thì chúng ta không có sharp turn. Chúng ta cũng có thể là có một cái FVG tăng ở đây và sau đó một cái FVG giảm ở đây. Nhưng mà đơn giản là cái khoảng cách nó quá lớn, khoảng cách nó quá dài, nó là từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, cách nhau tận 6 cái nến. Thì mình không nghĩ là cái sharp turn này nó thực sự hoạt động quá hiệu quả. Tiếp theo là cái tín hiệu phá vỡ cấu trúc. Thì các bạn thấy trong cái đoạn này, đây là khung H4, và trong H4 chúng ta có một cái hỗ trợ kháng cự ở đây, cụ thể là một cái FVA. Ok, tua lại đoạn này đi. Được rồi. Và khi mà giá tới cái FVA này thì nó hình thành cái tín hiệu. Trong trường hợp này chúng ta vào khung thời gian nhỏ hơn một cấp thì chúng ta lại không thấy sharp turn, không thấy sharp turn. Vậy những trường hợp không thấy sharp turn chúng ta làm thế nào để xác nhận? Đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng phá vỡ cấu trúc. Thì trong trường hợp này thông thường bạn phân tích ở khung H4 thì bạn sẽ muốn tìm phá vỡ cấu trúc ở khung H1 hoặc khung M15. Đối với khung M15 ấy thì rủi ro sẽ cao hơn, nghĩa là sử dụng cái phá vỡ cấu trúc ở dưới 2 cấp thì rủi ro nó sẽ cao hơn, nhưng bù lại cái tỷ lệ profit của bạn cũng sẽ cao hơn. Do trong trường hợp này thì mình thấy là ok, cấu trúc của khung M15 dưới 2 cấp nó đang đi như này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhưng mà sau đó thì nó có một cái nến, nó phá qua cái đỉnh gần nhất này, và nó phải đóng nhá, nó phải đóng nến hẳn qua nhá. Thì thông thường chúng ta có thể làm một cái lệnh buy ở đây, stop loss tốt nhất là dưới cái đáy, và take profit tùy các bạn, whatever, TP1, TP2, TP3, full là đoạn này. Ok các bạn,
Còn đối với cái 0H1 đi, giả dụ các bạn không thích giao dịch dưới 2 cấp, bạn muốn giao dịch dưới 1 cấp thôi đi, thì bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy từng này cấu trúc này. Đối với mình nhá, xuống đây, lên đây, thì có nghĩa là nó tạo ra cái đỉnh đáy cao dần đúng không? Đỉnh đáy cao dần nó chính là phá vỡ cấu trúc giảm thôi, phá vỡ cấu trúc không giảm thôi. Thế thì ngay sau cái đoạn này, ngay sau khi nó phá này, chính xác cái nến này, bạn hoàn toàn có thể bài một lệnh stop loss dưới đáy tốt, dưới đáy này mình nghĩ là đủ rồi. TP tới cái đỉnh gần nhất là an toàn nhất. Nhưng tất nhiên là các bạn nhìn thấy không, cái tỷ lệ RR nó thấp hơn hẳn. Đấy. Mình tìm cho bạn thêm một vài ví dụ về phá vỡ cấu trúc nữa. Ok, và trong trường hợp gần nhất thôi là bạn đã thấy là đây là tín hiệu rất xấu trong vàng đúng không? Hãy sử dụng lại những kiến thức chúng ta vừa học lúc nãy, là chúng ta thấy là đây là khung weekly đang phân tích vàng, khung weekly đây là đỉnh đáy thanh khoản ở khung tuần, và ở trong daily chúng ta có stop turn. Ok, dưới một cấp chúng ta có stop turn ngay đoạn này, thì đây là tín hiệu cho thấy giá giảm. Đấy. Và ngoài stop turn ra, nếu bạn không thích sử dụng stop turn, hoàn toàn có thể xuống không gian nhỏ hơn 2 cấp như là H4, và bạn có thể nhìn thấy rằng giá đang phá vỡ cấu trúc tăng lên dần như này đúng không? Nhưng sau đó giá làm một quả cây nến đóng hẳn dưới cái đáy gần nhất của con vàng. Vậy thì đây chính là một cái bias giảm cho thấy là vàng sắp tới sẽ đi khá tệ. Ok, đơn giản target của mình sẽ là xuống những cái vùng này. Đấy, nếu bạn chọn được loanh quanh đây, không chọn loanh đây, nếu bạn sử dụng cái phá vỡ cấu trúc thì có thể bạn sẽ chọn được loanh quanh cái điểm này. Đấy, stop loss, mình nghĩ là stop loss theo phá vỡ cấu trúc thì bạn nên đặt ở cái đáy gần nhất. Đấy, đối với mình cái đáy gần nhất là cái đáy này. TP xuống dưới những cái đỉnh đáy thanh khoản gần nhất. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng nó làm bias thôi, có nghĩa là bias giảm tới những cái đoạn, những cái đỉnh đáy thanh khoản này. Bởi vì cái tỷ lệ error thấp quá nên là mình sẽ không giao dịch mà mình sẽ làm nó làm bias. Nhưng bạn có thể hiểu cách mình phân tích với là sử dụng cái phá vỡ cấu trúc ở khung thời gian nhỏ hơn từ 1 đến 2 cấp và sử dụng cái stop turn ở khung thời gian nhỏ hơn 1 cấp hoặc là đồng cấp. Còn một cái nữa mình muốn dạy các bạn đó chính là breakaway gap. Breakaway gap đơn giản chỉ là một cái FVG, nhưng breakaway gap là cái, ví dụ trong trường hợp này breakaway gap giảm là cái đáy của cây nến này nó đóng dưới cái đáy cây nến số 2 thì đây là breakaway gap. So nếu bạn không hiểu breakaway gap hãy xem lại cái video về breakaway gap của mình, hãy xem lại chạy ưu tiên. Ok, mình sẽ không giải thích lại những cái cơ bản ở đây nữa. Ok, chúng ta sẽ đến với cái basic, đến với cái đơn giản, đồ thị nến. Đồ thị nến này bạn trông có vẻ ở kiểu người này là không tác dụng đâu, sử dụng không tác dụng đâu, không, nó rất có tác dụng đấy nếu các bạn biết cách chọn đúng khung thời gian. So các bạn có thể nhìn thấy đây là cái đuôi dài, một cái nến doji, cái nến điển hình khi các bạn giao dịch. Ok, thì cái nến doji này có đặc điểm là gì? Là cái body nó thấp, cái đuôi nó dài. Nếu mà cái đuôi nó chỉ xuống dưới thì có nghĩa là báo hiệu giá sẽ tăng tiếp. Nhưng mà nếu ngược lại, cái đuôi nó chỉ lên trên thì có nghĩa là báo hiệu cho giá giảm xuống. Ok, tại sao cái nến đuôi dài lại hoạt động? Nếu bạn không biết ý, thì thực chất cây nến đuôi dài nó là short term. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì giá phải xuống rất mạnh, sau đó nó giật lên rất nhanh thì mới tạo ra cái dâu nến như này được. Trong khoảng thời gian ngắn nó đã hình thành ra một cái dâu nến này rồi, nghĩa là nó giật giá rất nhanh, nó rất là sharp turn. Sharp turn mà, nó nhanh, một cú đảo chiều nhanh, dốc mạnh. Trong trường hợp này, cây nến doji cũng thế. Vậy chính xác, cây nến đuôi dài nó chính là sharp turn nhưng ở khung thời gian lớn hơn. Ok, để mình ví dụ nhá, phải tìm cho bạn một cây nến đuôi dài. Trong trường hợp này đúng không, chúng ta có một cây nến đuôi dài như thế này và vào khung thời gian nhỏ hơn dưới 2 cấp, nó chính là sharp turn. Ok, để mình tìm cho các bạn. Đây, đánh dấu nhá. Đánh dấu là cây nến này đúng không? Đấy, từ cái đỉnh này và khung thời gian nhỏ hơn dưới 2 cấp. Ok các bạn, nó chính là sharp turn. Tiếp tục, mình sẽ tìm random ở trong cái khung H1 này. Đây chính là một cây nến đuôi dài và khung thời gian nhỏ hơn dưới 2 cấp. H1, M15, M5, dưới cấp không? Thì đây chính là sharp turn. Đơn giản như là như vậy. Vốn dĩ những cái thứ này là giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau ở khung thời gian thôi, và tí nữa mình sẽ chỉ bạn cách tối ưu khung thời gian là chuẩn, nhưng mà vốn dĩ chỉ ở khung thời gian thôi. Tiếp theo là cặp nến nhấn chìm. Cặp nến nhấn chìm thì ít khi mình gặp, nhưng mà về cơ bản cặp nến nhấn chìm ấy nó chỉ là phá vỡ cấu trúc. Nếu bạn không biết ấy thì cặp nến nhấn chìm đúng không, nó là có một cây nến nhỏ bên trong và một cây nến bên ngoài, nó đóng nến và bao trùm cả cây nến bên trong. So, đặc điểm là gì? Bạn nhìn thấy ví dụ cây nến, để mình tính ra một cây nến nhỏ bên trong ấy thì nó sẽ cần có những cơn sóng nhỏ nhỏ này. Đấy, cần những cơn sóng nhỏ nhỏ này để hình thành ra một cây nến nhỏ bên trong. Còn một cây nến lớn dài mà bao trùm một cây nến nhỏ ấy thì nó thường đóng bên trên đúng không? Đóng trên có nghĩa là nó đóng trên đỉnh của cái đáy nến nhỏ, thì đây lại chính là phá vỡ cấu trúc. Đây bản chất là phá vỡ cấu trúc. Bạn đóng nến trên và tạo ra cái đỉnh mới, đáy mới.
thì nó là phá vỡ cấu trúc. Thế nên là về cơ bản ấy, cái cặp nến này, cặp nến nhấn chìm, nó là phá vỡ cấu trúc. Đấy, nhưng mà nếu mà không biết cặp nến nhấn chìm là gì thì mời các bạn xem lại cha nến nhấn chìm. Thôi cái này nó đơn giản quá. Đơn giản quá đi. Đấy, bạn tra lại. Ok, mình sẽ không giải thích những thứ quá basic ở đây, mình chỉ nêu các bạn ý tưởng concept thôi. Còn nếu giả xuất hiện ra một cái nến có body to như này thì vào khung thời gian nhỏ hơn nó sẽ có những cái breakaway gap. Breakaway gap đơn giản là những cái FVG, mô hình 3 nến FVG mà cái nến số 3 nó đóng trên hoặc dưới hẳn cái nến số 2. Trong trường hợp này FVG tăng, cây nến số 3 đóng đến trên hẳn cây nến số 2. Còn trong trường hợp FVG giảm ấy thì cây breakaway FVG giảm thì cây nến số 3 nó phải đóng dưới hẳn cây nến số 2, đóng dưới hẳn dâu ấy, dâu nến ấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ xem có đúng sự thật không. Hãy vào khung thời gian lớn và tìm cho mình một cái cây nến body to. Giả vụ đi cây nến này, mình nghĩ cây nến này có body khá to. Và khung thời gian nhỏ hơn dưới 2 cấp, và chúng ta thấy những cái breakaway gap. Tiếp theo, vào khung thời gian nhỏ hơn như này, đây là khung H4, các bạn vào khung thời gian nhỏ hơn khung M15, các bạn sẽ thấy những cái nến tăng tăng rất mạnh, breakaway gap. Ok, thì mình không nói là điều này sẽ đúng mọi lúc, nhưng mà thường là như vậy. Thường là như vậy. Các bạn đã thấy rằng ấy, cái breakaway gap có đặc điểm gì? Nếu mà những cái sharp turn, những cái breakaway gap, những cái phá vỡ cấu trúc có đặc điểm gì, thì những cái cây nến to này cũng có đặc điểm tương tự y xì đúc như vậy. Các bạn có thể thấy ví dụ như là cái cây nến đuôi dài đi, đuôi dài nó có báo hiệu là nếu mà đuôi chỉ xuống dưới thì nó giá tăng lên đúng không? Thì sharp turn cũng y hệt như vậy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tận dụng những cây nến này. Ok, thì chúng ta biết rằng về bản chất ấy thì những cái cặp nến như là cặp nến body dài, cặp nến đuôi dài hay là những cặp nến nhấn chìm thì nó cũng chỉ là một cái dạng của phá vỡ cấu trúc của sharp turn của mấy cái kia thôi đúng không? Nó vẫn chỉ là những cái tín hiệu khung thời gian nhỏ mà trải qua chúng ta đang nắm nó, đang sử dụng nó khung thời gian lớn. Chứ bản chất chúng nó như nhau, thế nên cái tính chất của nó như nhau. Ví dụ trong trường hợp này, nếu mà nó hình thành ra một cái nến body to như này đúng không? Thì nó báo hiệu rằng nó sẽ muốn tăng tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì cái breakaway FVG, breakaway FVG nó là cái FVG mà nó sẽ tăng tiếp cho đến khi nào nó chạm ra cái liquidity gần nhất. Trong trường hợp này chúng ta thấy sẽ hình thành ra một cái nến to này thì thường xu hướng mình không nói là 100%, thường xu hướng sẽ tăng tiếp, ít nhất là chạm cái target này. Và cái mục tiêu thứ hai chúng ta là chạm lên cái đỉnh này, nhưng mà cái target này chắc chắn là đầu tiên rồi đúng không? Nó là 3S rồi đấy. Được rồi, còn tiếp theo cây nến này là cây nến không chắc ăn cho lắm thì mình sẽ bỏ qua đã. Mình sẽ tìm ra một cây nến nào nó hợp lý để dễ phân tích. Đây là một cây nến rút dâu đúng không? Nó quét thanh khoản ở đây và sau đó nó rút dâu tạo ra một cái cây nến đuôi dài, đuôi xuống dưới, vậy thì target sẽ là lên trên bởi vì nó có tín hiệu short turn ở khung thời gian nhỏ hơn. Đấy, à không, đây là bias. Ok, tiếp theo tương tự trong trường hợp này chúng ta có một cây nến body dài, vậy target của chúng ta sẽ là lên trên những cái đỉnh này. Mình không nói nó chính xác 100%, mình nghĩ là đâu đó khoảng 60 trên 70% là nó sẽ ok đúng, nhưng mà xác định bias nó đã cán rồi. Ok, vậy với các bạn ấy, tất cả những thứ chúng ta học ở khung thời gian nhỏ lên khung thời gian lớn nó sẽ được đơn giản hóa bằng vài cây nến như thế này. Trong trường hợp này chúng ta lại thấy ok, cái này cũng chỉ tính là sharp turn thôi nên về cơ bản nó sẽ dần giá lên, ít nhất là tới target này. Thế nên đấy, đây là cách đơn giản nhất để mà bạn phân tích cái daily bias, là chỉ cần phân tích nhìn cái nến trong khung thời gian daily thôi, xong bắt đầu xem là ok hình dạng cái nến như nào là các bạn có thể xác định ra cái daily bias hàng ngày của bạn để các bạn giao dịch đúng không, theo trend. Nhưng mà đấy mới chỉ là cách sử dụng đơn giản nhất thôi, và bây giờ mình chỉ bằng cách sử dụng nâng cao hơn. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy đến với bước là chọn đúng cái cặp giao dịch. Trước tiên chúng ta hãy đến với bước là chọn đúng khung thời gian giao dịch làm sao cho nó chuẩn. Bởi vì nhiều bạn bảo là ok anh ơi, anh chị em mà là tín hiệu sharp turn ok lắm, nhưng mà em dùng vẫn bị stop loss. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn dùng không đúng khung thời gian. Ví dụ phân tích ở đây đúng không, phân tích như này nó không daily, mình phân tích vài cái nến này là không daily đúng không, nhưng mà nếu mình phóng to nó ra mà mình phân tích từng cái gọi là đỉnh đáy này đấy, thì nó vẫn là không daily đúng không, kiểu nó vẫn có chữ D ở đây mà. Vậy sự khác biệt là gì? Sự khác biệt là các bạn phải nhìn cái nến, nhìn sóng theo nến. Ví dụ nha, đối với mình là nếu bạn phân tích không daily đúng không thì mỗi sóng không daily nó phải là dưới 10 cái nến, thường là những cơn sóng điều chỉnh ở dưới 10 cái nến. Trong trường hợp này 1, 2, 3 nó dưới 10 cái nến thì theo mình đây là chính là những cái đoạn nó không daily đấy, các bạn có thể phân tích không daily. Nhưng trong trường hợp này đây sẽ là cái đáy của khung daily đúng không? Đấy, bằng quét thanh khoản khung daily này thì rất dễ dàng thôi, các bạn sẽ vào khung thời gian nó sẽ bias tới những cái đỉnh đáy liquidity này đúng không? Cái này sẽ phân tích rất dễ dàng. Vậy đây
là những cái PD Ray ở khung daily. Đấy, nếu mà những cái sóng của nó chỉ đâu đó khoảng dưới 10 giá thì là chuẩn. Tất nhiên cái này nó không có khái niệm chính xác nào cả, nó rất là song sinh. Nó phải tùy thuộc vào cặp, tùy thuộc vào biến động. Nhưng mà các bạn cứ cứ mờ mờ là nó ít nến thôi, ít nến thôi. Đừng có gọi là phóng to như này để mà phân tích. Không, đây không phải daily, đây là khung weekly, đây là khung monthly. Còn đấy, và khung thời gian nhỏ hơn để phân tích. Đây mới là khung thời gian daily, ok các bạn? Đây mới là cái thứ các bạn muốn phân tích, đây mới là chọn chuẩn khung thời gian. Và các bạn nhìn thấy cái PD Ray ở đây. Và nhìn thấy cái này chỉ có 4 cái nến này, đoạn tăng 4 cái nến, đoạn giảm chỉ có 3 cái nến đúng không? Thì bạn biết là đây là hỗ trợ kháng cự của khung thời gian daily rồi, thì bắt đầu bạn tìm kiếm lượng xác nhận ở khung thời gian nhỏ hơn một cấp. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta có gì? Chúng ta có sharp turn đúng không? Sharp turn có một cái FVG ngay đây, có phải là buy được không? Tất nhiên là buy được rồi. Đấy, buy được ở đây. Stop loss sharp turn, đối với sharp turn nha, các bạn không có stop loss ở đáy, stop loss kiểu nửa vời đâu cũng được. Đấy, TB dần, TB1 hỗ trợ kháng cự đây. 2 3 4 tùy các bạn. Đấy, cái tiếp tục đây là một cái FVA. Cái tiếp tục đây là một cái FVA. Ok, tiếp tục đây là một cái FVA, và FVA này ở khung nào? Ok, ở đây sẽ là của khung daily. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi sóng của nó chỉ có vài cái nến nhỏ, vài ba cái nến nhỏ. Vậy đây sẽ là cái FVA ở khung daily. Nếu muốn tìm tín hiệu xác thực thì bạn sẽ vào khung H4 tìm sharp turn, hoặc là H1 để tìm phá vỡ cấu trúc. Đấy, nếu mà H4 không có sharp turn thì chúng ta sẽ vào khung thời gian H1 để tìm phá vỡ cấu trúc. Trong trường hợp này chúng ta chưa thấy sharp turn, chưa thấy sharp turn. Với khả năng chúng ta có phá vỡ cấu trúc. Trong trường hợp này mình thấy là nó là phá vỡ cấu trúc. Đấy. Xuống đây, lên đây, lên đây, phản đây thì đâu đó khoảng đây là phá vỡ cấu trúc. Hoàn toàn có thể buy loanh quanh những cái đoạn như này, stop loss ở cái đáy này, xong bắt đầu TP dần. Nhưng tất nhiên ấy, nếu mà cái stop loss ở cái tỷ lệ error nhỏ nhỏ này thì các bạn nên sử dụng nó làm cái bias thì tốt hơn. Bias để các bạn tìm những kèo khác nó đẹp hơn, bạn vào nó đẹp hơn. Đấy. Ok, còn đối với một đoạn có nhiều nến như thế này sao? Đấy, thì có phải là đây là cái ví dụ cái đáy này, có phải là cái đáy thanh khoản ở khung thời gian daily không? Thì đối với mình nó không có định nghĩa chính xác nào cả. Ví dụ trong đây là 9 cái nến đi thì có vẻ là nó vẫn là khung thời gian daily đi. Nhưng mà cho dù nó 10 cái nến, 11 cái nến thì mình vẫn có thể coi nó là daily hoặc là cả nó không weekly. Nói chung ấy, cái này chúng ta không thể nào có định nghĩa chính xác được, chỉ dựa vào kinh nghiệm mà thôi. Đấy, trong trường hợp này thì ok, cứ cho nó khung thời gian daily đi. Cái đỉnh đáy thanh khoản gần nhất là ở đây. Ok. Thì đợi tín hiệu xác nhận sharp turn ở khung thời gian daily. Đấy. Sau đầu là chúng ta sẽ bias lên ở những cái đỉnh đáy thanh khoản gần nhất như thế này. Từ đoạn này chúng ta có thể lên được những để thanh khoản ở như này để làm bias. Quan trọng ấy là bạn phải chọn đúng khung thời gian, nhìn phân tích là dễ thôi, nhìn nó kiểu vào một sóng vài cái nến thôi là bạn cảm thấy ok. Ví dụ trong trường hợp này bạn nhìn thấy nhá, đây trong trường hợp này là ví dụ rất đẹp luôn này, một cơn sóng này 1 2 3 4 5 6 đúng không, nó tạo nó phá ra và tạo ra cái cản này, thì cản này chắc chắn là của khung thời gian weekly, bởi vì mỗi sóng nó chỉ có vài cái nến thôi. Bây giờ bạn vào khung thời gian daily đúng không, nó tạo ra tín hiệu sharp hơn thì rất dễ để bạn giao dịch. Trong này nó không tạo tín hiệu sharp turn thì khả năng là H4 nó tạo ra một cái phá vỡ cấu trúc cái gì đấy. Thế trong trường hợp này đúng, dưới hai cấp tạo ra phá vỡ cấu trúc. Ok các bạn, đóng nến ở đây, đây chỉ là phá vỡ cấu trúc, đây là nơi các bạn có thể buy stop loss ở đây, TB ở những cái đỉnh trên này. Còn nếu mà cảm thấy TB này thấp quá thì làm layout làm bias, mình chỉ các bạn cách phân tích thôi. Vậy thì chúng ta nay đã đi qua back to the basic nhất là có thể này, là chúng ta đã đi qua là cách chọn khung thời gian cho đúng. Có nghĩa là tất cả những kiến thức về cái tín hiệu xác thực của chúng ta sẽ thành vô nghĩa nếu như mà chúng ta chọn khung thời gian sai. Nhiều bạn ấy là chọn khung thời gian daily đúng không, xong rồi kéo như này để phân tích thì để làm gì, nó chả để làm gì cả. Mỗi cái hỗ trợ kháng cự của bạn ấy nó chỉ có tác dụng lên vài cái nến thôi, bạn chỉ nên dự đoán vài cái nến thôi thì nó hợp lý nhất. Ok, hãy phóng to lên và chỉ phân tích vài cái nến, sử dụng hỗ trợ kháng cự của một vài cái nến mà thôi. Sau khi mà bạn xác định được là hỗ trợ kháng cự này thuộc cái khung thời gian nào, bắt buộc phải thuộc khung thời gian nào nhá, thì bắt đầu bạn mới vào khung thời gian nhỏ hơn một cấp và khung thời gian nhỏ hơn hai cấp để bạn tìm ra cái phá vỡ cấu trúc, để bạn tìm ra cái sharp turn. Mà nếu bạn lười tìm sharp turn ấy thì đơn giản thôi, đơn giản là bạn vẫn sử dụng khung thời gian đồng cấp, sau đó bạn sử dụng cái tín hiệu xác nhận. Trong trường hợp này nó là một cái body to, nó tới cả đúng không, sau hồi lên là một cái body to, thì bạn hoàn toàn có thể bias thẳng ở trên này luôn, không cần phân tích nhiều. À đủ. Đây sẽ là ví dụ cuối cùng, thì đây là khung thời gian daily. Và thông thường nếu bạn sai lầm, bạn nhìn sai thì bạn sẽ như này. Đây với người bình thường, họ sẽ phóng to khung thời gian daily ra và họ thấy ồ đây là một cái cản này, sóng đi đây, đây là một cái cản có thể giao dịch. Xong bắt đầu là họ nhìn thấy ok, đây là cản khung thời gian daily và chúng ta sẽ vào khung thời gian H4 để tìm ra cái sharp turn. Nhưng mà rất tiếc sharp turn nó xuất hiện quá nhiều ở đây này. Sharp turn liên tục. Vào đây ví dụ sharp turn đây đúng không, tá chạm đây, vào đây
unstop slot ngay đúng không các bạn? Short turn ở đây chả có ý nghĩa gì cả. Đấy. Ngược lại, bạn phải vào không gian lớn hơn và bạn ngồi đếm nến. Bạn sẽ thấy rằng, ok, cái nến này đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Một sóng ấy chỉ có vài cái nến thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Chưa 10 cái nến, sóng hồi cũng chỉ 4 cái nến thôi. Chưa 10 cái nến thì khả năng đây là cái hỗ trợ kháng cự không weekly. Sau đó bạn sẽ tìm sharp turn ở khung thời gian daily hoặc là phá vỡ cấu trúc của khung thời gian H4. Đấy. Trong trường hợp này thì như là ngay cái đoạn này là chúng ta có phá vỡ cấu trúc rồi. Đây, nó lên đây. Xuống đây, lên đây, xong lại phá xuống đây thì gần như đây là phá vỡ cấu trúc. Đây được tính là phá vỡ cấu trúc. Nhưng nếu bạn thích chắc ăn hơn thì chờ cái khung thời gian daily nó đóng hẳn hoặc nó hình thành ra FVG. Bởi vì mình không nhìn thấy sharp turn trong những đoạn gần đây thì khả năng chúng ta chỉ đợi nó phá vỡ cấu trúc rồi thôi. Ok, như này đủ xác nhận đúng không? Chắc chắn là phá vỡ cấu trúc rồi. Và nếu bạn lười xác nhận vào những khung thời gian nhỏ như vậy thì chỉ cần nhìn vào khung thời gian lớn, nó là một cái breakaway, nó là một cái cây nến body to, đúng không? Chính thẳng thắn là bias xuống dưới những cái đỉnh này thanh khoản như này luôn. Đấy, những cái hỗ trợ cự này luôn, xuống thẳng luôn. Đấy, chẳng có gì cả. Đấy các bạn ơi, đấy là tất cả những cái ví dụ của mình. Cái cheat code của ngày hôm nay ấy, cái điều hay nhất của ngày hôm nay là mình chỉ các bạn cách chọn khung thời gian nào chuẩn. Bởi vì mình biết là chọn sử dụng cái tín hiệu hỗ trợ kháng cự này, xong rồi sử dụng cái FVA, FVG các thứ các bạn biết hết rồi, đúng không? Sử dụng cái structure các thứ các bạn biết hết rồi. Nhưng mà rất nhiều bạn áp dụng sai khung thời gian và các bạn không biết thế nào là thời gian cho chuẩn. Và từ trước giờ mình học ấy, ngay cả AJO các thứ họ cũng không định nghĩa chính xác như thế nào là chọn khung thời gian chuẩn. Chả ai định nghĩa được, mỗi người có định nghĩa khung thời gian khác nhau. Thì đây mình một áp dụng cách máy móc cho các bạn là cứ dưới 10 đến một cơn sóng mà dưới 10 đến đi thì các bạn coi như là đấy là cái hỗ trợ kháng cự PD ray của cái cản đấy, của cái khung thời gian đấy, hợp lý đúng không? Đấy thì cứ từng bước bạn chia ra này, ví dụ như là bước 1 là bạn sẽ tìm hỗ trợ kháng cự đây bước 1 là xác định bias này, bước 2 là xác định thời gian để bạn có thể giao dịch được này, xong rồi bước 3 là bạn sẽ tìm cái cản gì đấy, ok, tìm cái cản gì đấy và xem mà cái cản đấy thuộc khung thời gian nào, thuộc khung thời gian nào thông qua cái phương pháp đếm nến của mình đúng không, dưới 10 đến. Và bước thứ 4 là khi biết được thuộc khung nào rồi thì tìm tín hiệu xác nhận bằng cách xuống dưới nhỏ hơn một cấp, nhỏ hơn 2 cấp hoặc là xác nhận đồng cấp cũng được, đồng cấp với cả cặp những cặp nến. Đấy, và cuối cùng là bước 5, bạn vào lệnh, bạn có tín hiệu vào lệnh rồi thì bạn bắt đầu tìm điểm vào lệnh là stop loss TB xong. Trong video này thì mình đã cố gắng làm cái thứ đơn giản nhất có thể. Các bạn cảm thấy video này các bạn có dễ hiểu không? Nếu có thì hãy comment cho mình biết để mình làm những cái video nó đơn giản hóa kiểu như này nữa. Còn nếu các bạn không thích mình thì không thích cái lại video này thì mình mong được sự góp ý các bạn. Mình không thích bán chửi nhá, nhưng mà mình thích nhận sự góp ý để mình cải thiện video hơn. Bởi vì dù sao ấy, đây cũng là cái trại tu tiên, một cái series miễn phí. Nếu mà bạn ủng hộ cái trại này, nếu bạn muốn mình ra thêm nhiều video hay hơn nữa thì mình mong các bạn có một chút đóng góp để mình có thể có động lực, để mình có thể có cái kiến thức mình làm thêm những cái video hay hơn nữa. Ok, và mình không nói được đâu, các bạn hành động ngay luôn nhá. Đấy, comment những gì các bạn muốn nói vào ngay comment ngay bây giờ, mình sẽ xem và mình sẽ đọc hết, thả tim từng cái một, rep từng cái một. Ok, chắc chắn như vậy, đây là lời hứa của mình.